Mưa thôi, nếu mưa là không ngủ được chỗ nào luôn, giờ tạt rồi giọt tụi nó hả là như ở ngoài sân luôn. Không ngủ luôn đó, ngủ đâu được. Mình quá mừng luôn, quý dữ lắm luôn. Hồi đó giờ chị có tưởng tượng ra được là người ta xây tường cho mình không? Không, chị không tưởng tượng, mà nghe nói Cưng nói Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ quay trở lại gia đình của chị Loan ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, của tỉnh Đồng Tháp với cô bác quý anh chị. Cũng khá là vui khi mà hôm nay quay lại báo cho chị tin vui, cũng như là tiến hành sẽ khởi công xây dựng lại cho cái nhà của chị. Nhìn cái căn nhà của chị là trống trước dọc sau à. Vô đây Đạt, mình hôm nay thì mình có kêu Đạt đây là đi Sài Gòn để làm với cô bác quý anh chị, và Đạt thì quê ở đây luôn. Hôm nay mình không có đi làm hả chị? Không. Ủa sao vậy? Bệnh hả? Gái của chị nằm bên kia kìa. Ở nhà của chị nhìn nè. Để quay lại em quay nhà của chị cho cô bác quý anh chị thấy lần nữa. Ngay cả nơi thờ cúng nè cô bác quý anh chị. Không có cái gì, không có cái gì gọi là an toàn hết cho trong cái ngôi nhà này. Dạ. Tìm chị đi ra là sao? Có khi nào em đi em bị tổn thương không? Trời ơi, đồ đạc đợi đó. Có một cái tấm màn ngoài sau đó, cô bác anh chị thấy không? Nhà ở đây dách là một hết à. Đi lại lần nữa cho cô bác anh chị thấy thôi. Nhà mình quý nhất là gì chị? Hả? Không có cái gì luôn. Bỏ dở cái là bánh đó, không có gì hết. Vậy hả? Gái qua đây nè, hôm nay mình ăn cơm gì chị? Cơm cá. Đâu, cho em coi với. Ồ, cá rô kho, kho cà hả? Ừ. Ngon ha. Hai mẹ con nấu ăn sáng chiều luôn hả? Sáng ăn chiều luôn. Qua đây nè con. Cho chú nói chuyện con. Con nhớ chú không? Nhớ. Nhớ chú tên gì không? Chú tên gì nói nghe. Chú tên Hồ. Chú tên Hồ. Sao nhớ hay à? Hả? Tại gặp lần rồi nói chú nghe. Rồi nhớ chú hai, chú càng này vô. Sao nhớ chú hai vậy? Tại con gặp lần rồi. Con gặp lần con nhớ hả? Rồi hôm nay hổm nay ở nhà có đi làm phụ mẹ gì không? Dạ cũng có. Làm gì nói nghe coi, nói chú nghe. Nấu cơm kia. Biết nấu cơm luôn hả? Dạ biết. Hay ta. Hôm nay đến nhà của chị Loan á thì em có kêu được thợ hồ là Đạt ở đây nè. Qua đây nè Đạt, qua đây ngồi đi. Đem giống hồi nè con với mẹ nè. Thì trước đây đây đây, Đạt qua đây ngồi đi, máng này vô đây đi. Ngồi sao? Vô đây á. Tháo khẩu trang ra cho ta nhìn cô bác của chị nhìn mặt mũi luôn. Hết dịch ở đây đâu, dịch đâu, xích qua đây nè. Hết dịch rồi, giờ không dịch nữa. Thưa cô bác của anh chị, hôm nay thì ghé lại cái hoàn cảnh của chị Loan á thì thông báo cho chị tin vui, đó là trước đây thì mình cũng đã thông báo với chị rồi, nhưng mà hôm nay thì ghé chị để thông báo tin vui là mình sẽ sửa sang xây toàn bộ mới cái ngôi nhà này đó. Thì để có được cái xây cái ngôi nhà này đó thì trước đây thì chú Kevin Trần ở Bảy thì ủng hộ cho mình 4 triệu đồng. Chú Hùng và bạn của chú là chú Bang, chú Hùng, chú Bang, chú Phước ở đảo Victoria ở Canada thì ủng hộ cho mình là 120 triệu đồng. Thì cái số tiền của mình tổng cộng là 124 triệu đồng. Đó. Quá quý rồi em ơi. Dạ. Quá quý rồi. Quá quý hả? Ừ. Vui không, nghe vui không chị? Vui, vui, rất trời, chị chưa từng thấy luôn á. Chưa từng thấy luôn hả? Ừ. Chưa từng thấy là sao? Chưa từng thấy số tiền lớn như vậy luôn á. Dạ. Nghe lúc mà lần đầu tiên mà em thông báo cho chị thì chị thấy sao? Chị mừng lắm cưng thiệt á. Mừng lắm. Tại hồi nào ở nhà thôi mà không có tiền sổ, nhà nó có người sổ chị quá mừng luôn. Nhưng mà chị nghĩ là không có quen biết mình mà giúp mình nhiều vậy, chị bất ngờ không? Bất ngờ chứ, phần chị hồi lâu lâu rồi chị có coi trên mạng có nói các mẹ đồ người ta ủng hộ tiền cắt nhà dữ lắm.
mà nghe cưng quay đất mẹ gì, cất mẹ thằng Quân gì đó, cất mạnh thằng Quân, mạnh thằng Quân gì đó. Rồi chị thấy vậy chị mừng, chị nói chắc là có, tại vì mấy cái thường họ đâu tỉnh khác người ta chẳng có quay cắt rồi đó. Chị nghĩ chắc là cái này mạnh người ta cắt. Tại chị cũng nghĩ như vậy chứ mấy cái người kia nó cắt người ta không có cắt gì hết á. Vậy hả? Là chị phải, hả? Chị nói phải người ta cắt, là chị ở lâu rồi cắt, mà phải cắt nhà cây không à, cũng hư nữa. Hôm nay nghe nói xây tường của mình để... quá mừng luôn, quá mừng quý dữ lắm luôn. Hồi đó giờ chị có tưởng tượng ra đó, được là người ta xây tường cho mình không? Chị không tưởng tượng, mà nghe nói Cưng nói cắt giờ nhà tường chị mừng nè. Giờ đang nói là chị mừng nè, chứ dắt giờ chưa hả? Chưa có nào giờ, chưa có nhà ở nhà tường luôn, mà chưa thấy tiền lớn gì luôn. Chưa thấy tiền lớn chị lâu lâu lúc đó mà chị em quay qua hoàn cảnh của chị có nghĩ là mình sẽ được cất nhà không? Chắc chị nghĩ được, tại thường là chị coi trên mạng thấy người ta cũng có, ở tỉnh khác là cũng có đó Cưng. Mình nghĩ là được. Nhưng mà chị là cũng may mắn á. Tại vì mấy chú á thương cái gia đình của mình là hai người phụ nữ nè. Mà ở cái căn nhà ngoài sau này nè, bụt nát trống trước dọc sau hết trơn à. Lại thêm cái cảnh là mẹ tắm con canh, mà con tắm mẹ canh vào buổi tối nữa. Đúng rồi đó. Chú nói là, mấy chú nói là nếu mà trời mà không mưa thôi, nếu mưa là không ngủ được chỗ nào luôn. Giờ tạt rồi giọt tụi nó hả là như ở ngoài sân luôn. Không ngủ luôn đó, ngủ đâu được, trời mưa á. Cái bếp của chị là độc đáo số 1 luôn. Tại đem ra đây chứ ngoài sau cái bếp nó bị gắt gãy hết trơn rồi. Đem ra đây mà nấu chứ để chổng đâu có đi đứng gì được đâu. Ngày mưa gió là sao? Thì mưa gió thì cứ là bằng ngày thì được, bằng đêm rồi cái là ngủ không được. Chờ cho hết mưa mới ngủ không à. Bằng đêm là mưa là tạt hết trơn, uống hết trơn, trên này cũng giọt nó đâu ngủ được á. Chị có thông báo cho con thứ hai của chị nghe không? Cái thằng nhỏ thì nó cũng biết rồi, nó đi làm lâu lâu hỏi, nó hỏi mẹ mẹ nhà của mình sao, tao nói mấy chú nói cắt mà chưa cắt con, là hồi lúc thập chữ đỏ nghe. Nó cắt rồi nó hỏi hoài, tao nói mấy ổng chắc không cắt quá con, nói qua hoài không cắt quá. Thì nói vậy thôi, nó hỏi sao lâu vậy, nói ai biết đâu. Con gắng bằng kiếm tiền đi về sửa là ở, nói trời trời. Bằng hồ ngại có 100,000 tiền đâu sửa, nó nói vậy đó. Dạ. Ừ. Khi mà nghe tin được cất được cái căn nhà tường thì sao? Thì mừng cái gì mà cái vụ này chị chưa có nói cho nó biết. Chưa nghe. Tới nào cắt chị điện cho nó. Điện đi về phụ tiếp hay sao? Chắc vậy quá. Mà em chị điện cho nó nói tới tháng 5 nó mới về. Tại con, nó. Khi nghe nhà mình cắt được nhà mới thì sao? Dạ, vui. Vui nhiều không? Con muốn khóc hay vậy? Dạ, có. Có hả? Hôm nay thì nói chung là cũng cảm ơn chú Hùng, chú Phước, chú Bang ở đảo Victoria, Canada thì ủng hộ, với lại chú Kenwin Trần ở Mỹ thì ủng hộ cái số tiền của mình là tổng cộng là 124 triệu đồng. Thì cái số tiền đó thời buổi này nó đang vào mùa mưa ở Việt Nam á, thành thử là em cũng phải gọi Đạt và tranh thủ. Đạt thì làm tờ hồ thì đó đây của chị cũng biết Đạt uy tín rồi. Đó, Đạt thì hôm nay thì em mượn cái mic cái chị. Em mượn cái mic. Đạt hôm nay thì đeo vô Đạt ngồi xuống đây đi, ngồi kế chị đi. Đạt sẽ cái nhà của mình là ngang như chị, ngang 4 nhà mấy? Dài 8. Dài 8 mét thì bây giờ mình sẽ cắt dài thêm để 10 mét ha. Đạt thì hôm trước thì bên nào cắt? Cắt mạng Hồng Quân nữa chị. Ồ, cô bàn với Đạt đó. Thì bây giờ thì Đạt có thể cho biết. Dạ, dạ con Bùi Hồ, dạ con, dạ. Đạt có thể cho biết là mình sẽ xây những cái hạng mục nào đó, và như thế nào để nói cho cô bác mình nắm rõ luôn, đặc biệt là các chú ở mày ở Canada và mày. Cái hạng mục của nhà mình á là xây một cái phòng khách và một phòng ngủ và một cái bếp. Diện tích chiều dài á là 10 mét, ngang 4. Rồi. Phòng khách, phòng ngủ, bếp gì đều có cửa sổ hết. Vậy là ba cái cửa sổ. Rồi ở dưới là gạch men. Ở dưới là lót gạch men toàn bộ nền. Còn toàn bộ tường trong nhà là mình làm bê. Bê sơn luôn. Bê sơn. Đúng lao phong. Lao phong đèn là mình đi la mỗi cái đèn ở dưới lao phong luôn ha. Có nghĩa là lao phong đó nó có cái đèn luôn. Rồi điện nước sao? Nước thì bên tôi làm luôn. Đi nói chung là làm hoàn thiện cho chị là vô ở liền á. Là có nghĩa là không phát sinh chi phí gì thêm. À. Thì Đạt có thông báo là khoảng 120 triệu trở lại.
Thì ví dụ như mai mốt mà Đạt có làm mà ví dụ như mà nó rẻ rẻ hơn thì Đạt sẽ bớt đúng không? Thì Đạt có nó gọi là về bề ngang 4 và dài hơn nhà này, gồm có một phòng khách 4m. Chiều dài phòng ngủ 3m, 3m bếp 3m. 3m. Phòng bếp thì ở trên bếp, bếp ga đồ luôn không? Có dán gạch ở trên đó không? Mình có làm cái kệ bếp cho chị đã bếp ga đồ nấu nướng đồ luôn, với lại một cái toilet nữa. Rồi mình sẽ sơn màu hồng cho chị nha. Nha, làm gì là mình sẽ kể hết là lao phong đồ đi hết luôn đúng không? Rồi. Điện là đi ở trong nhà hết luôn. Có nghĩa là chị vô chỉ cần là vô ngày đó vô là ở thôi. Thì cái công trình này thì Đạt sẽ làm bao nhiêu ngày ha? Chắc từ khởi công tới hoàn thiện chắc tầm 1 tháng trở lại. 1 tháng trở lại. Là nhà vệ sinh đồ là mình có bồn cầu đứng rồi luôn ha. Bồn cầu luôn, đứng dòi đồ hết luôn ha. À. Có nghĩa là bồn cầu dòi rồi cái kệ bếp cho chị. Để chị để bếp ga. Rồi còn gì nữa không ta? Rồi cái nhà của mình là cất theo cái kiểu là một cửa sổ nó thụt vô hay sao? Hay là bằng luôn? Mặt thụt mặt lòi á, nhà nó gọn, mình làm cái kiểu đó nó đẹp. Và nhà cao hơn, ở cái nhà mà nó cao hơn mặt đất là bao nhiêu? Nó hoàn thiện cao hơn mặt đất khoảng tầm 3-4 tấc. Vậy là khoảng 5-6 viên gạch hả? Cả năm viên gạch ạ. Năm viên gạch. Thì thưa cô bác quý anh chị, đây là Đạt. Thì nói chung là chị Loan cũng từng làm hồ trước, thì chị cũng làm với Đạt đúng không? Chị cũng biết thì Đạt làm rất là kỹ. Thành thử là trước đây thì em cũng có xây một cái ngôi nhà, nhưng mà vật tư đồ em kêu qua rồi đôi khi là nó bị phát sinh. Thì bây giờ hôm nay thì em sẽ giao cho Đạt toàn bộ mão hết, và chị chỉ cần vô ở là xong thôi. Đó, thì chị vô ở là không cần làm điện nước, không cần làm bất cứ thứ gì nữa đúng không nè. Thì bây giờ thì chắc là khoảng chị có con ngày nào được không? Hôm nay thứ bảy thì tính thứ hai làm được không? Thứ hai là ngày mấy? Ngày 16 đi. 13 được không? Được, 13 mà. Mấy ngày đó là không được, ngày 16 đi làm tốt. 16 ngày đẹp ha. Ngày 16 là ngày 16 này, 16 âm lịch đúng không? Đặng trong mấy cái ngày sắp tới này, còn mấy ngày nè chị dỡ cái nhà này ra thì cho nó trống á. Là ngày thứ 5 đó chị, là ngày 27 Tây. Là ngày 16. Là bữa nay là ngày hôm nay là ngày thứ 7 rồi. 1 chủ nhật, thứ 2, 3, 4, 5 là 5 ngày nữa. Thì bắt đầu là ngày mai ngày mốt gì đó chị tiến hành dỡ nhà ra. Thì sau đó thì Đạt sẽ tiến hành kêu vật tư ra. Kêu vật tư về. Thì bây giờ chắc chút xíu nữa thì tại vì Đạt nó đi làm thành nữ là cũng không có đem tiền mặt theo trước, chút xíu nữa thì họ sẽ gửi Đạt trước 30 triệu để mà kêu vật tư ha. Chị thì em thông báo chị với cái số tiền này đó, thì cái số tiền này em sẽ giữ. Khi nào xong công trình thì em sẽ giao cho Đạt tính toán lại hết luôn. Đó. Rồi sau đó thì ví dụ như còn dư nhiêu thì em đưa trao cho gia đình của mình nha. Thì bây giờ thì mẹ con ví dụ như cố gắng làm đạt phụ đường nào đó, mình dọn dẹp sơ sơ thôi, mình có thể coi tiếp này kia thôi để công trình của mình. Rồi chị chắc tiếp theo là Đạt còn nói gì nữa không? Không, để ra chị nói. Nói gì nữa không? Không. Vậy là được ha. Chị có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân? Em cầm chưa? Chị gõ là cảm ơn các Mạnh Thường Quân với lại mấy người mà hỗ trợ tiền cất nhà cho chị á, chứ chị cũng không biết nói gì. Dạ. Yeah. Con có nói lời nào không? Yeah. Không hả? Có cảm ơn Mạnh Thường Quân được không? Dạ, con cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Yeah, hả? Sao mặt con lúc nào cũng buồn buồn vậy? Hả? Rồi cô bác quý anh chị, hôm nay Bùi Hồ đến đây quay clip này cho cô bác quý anh chị xem. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Hùng, chú Ban, chú Phước ở đảo Victoria ở Canada, chú Kevin Trần ở Mỹ đã ủng hộ cho gia đình của chị Loan có một cái ngôi nhà mới, cũng như là sắp sửa sang trang mới rồi đó. Nhìn cái nhà này thảm thương ghê á. Thôi chào cô bác quý anh chị luôn nè coi. Hôm nay thì quay cái thước phim này cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là cái lời mà Đạt á nói ở trong clip á, thì nó sẽ gửi đến toàn thế giới, cũng như là bây giờ thì
Trước đây thì Đạt đi làm cho người ta rất là nhiều rồi, nhưng mà cái việc mà để mà lên clip để mà quay như thế này cũng rất là ngại. Và đặc biệt thì đây là một cái clip giống như lời hứa của mình đó, thực hiện theo, nên thành thử là cố gắng ha. Anh em cố gắng. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Chào chị nha.